Rồi, lại tiếp tục clip. Kính chào toàn thể anh em đến với kênh của Sơn Loa Audio. Thì hôm nay lại tiếp tục quay cái clip này cho anh em. Đây ạ, giới thiệu cho anh em cặp loa. Cặp loa này là một cái cặp loa của... Chính xác là cặp loa của bác khách. Bác mua hàng này, bác nhờ thu lại cặp loa cho bác đấy. Thu lại cặp loa cho bạc đấy. Nói chung là cũng khá là ok anh em ạ. Khá ok. Bát 25. Bát này là bát 25. Bát 25. Hai bên là bát 25. Quá đẹp. Tương đối đẹp. Một chúng có gần như một đôi loa bãi. Nhìn cơ bản thì còn rất là đẹp. Đây quay cho anh em. Một con bát 16, một con chép, một con bát 25. Đấy, nói chung góc cảnh thì cơ bản là một đôi loa bãi cũ theo thời gian. Đấy, anh em nhìn quay góc cạnh cho anh em. Đấy. Đấy. Quay cho nó cầu loa đây. Thương hiệu đôi loa đến từ hãng ra. Đôi loa rất đẹp. Nói chung cơ bản một đôi loa cây cao khoảng 90 phân, một gang tay, hai gang tay, ba gang tay, hơn 4 gang tay một tí. Đôi loa cao 90, rộng khoảng 22, sâu tầm 30. Rất đẹp. Màu gỗ rất là đẹp. Chắc chắn siêu nặng. Quay chi tiết cho anh em để anh em biết được rõ tường tận đôi loa. Bây giờ em kê vào đây và lên clip cho anh em. Đấy. Lên clip nha. Lên clip cho anh em luôn. Để vào đây. Rất đẹp. Phải công nhận đôi loa này gọi là về thẩm mỹ thì cũng tương đối. Tương đối là ưng ý. Ok nhá. Đôi loa cây em kê cho anh em. Kê cho anh em. Ok cho anh em thế này cho anh em rõ này. Đấy. Rồi. Anh em nhìn thấy cái đồ cáo của đôi loa cây chưa? Đấy, rất rõ nha. Đấy. Quay chi tiết như vậy rồi, bây giờ em sẽ có một cái clip test nhạc ở ngay trong cái phần anh em bỏ vào phần chi tiết hoặc là dưới comment em để đường link để anh nghe cái cả cái bài nhạc test của đôi loa này. Còn anh em nào có nhu cầu chơi loa cây hàng bãi cũ theo thời gian nhưng mà vẫn còn đẹp thì anh em liên hệ nha. Đôi loa này em nói luôn là vì là em thu lại của bác khách. Bác khách mua đồ của em, nhà bác khách chật cho nên bác ấy muốn nhường lại đôi loa này. Cho nên em cũng mua lại cho bác đấy. Thì em sẽ bán lại cho anh em với giá rất là hợp lý. Còn em bao hay. Nghe rất là hay anh em ạ. Anh em cứ bấm vào đường link ở dưới clip để nghe nhé. Hai bên hông là bát 25. Bát rất là lực. Đường trước là 16 và bát chép đường 16. Tuyệt vời luôn. Rồi. Thương hiệu của loa đây ạ. Anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở một clip tiếp theo.